bấm nha. Rồi, chào các bạn. Hôm nay là đây là mình đang vào ở cái tổ chim bói cá. Cái lần trước mà mình quay cho các bạn xem mà có 4 trứng á, thì bây giờ khoảng hơn 2 tuần rồi nha các bạn. Bây giờ là hôm nay là ngày thứ 5, vậy là nó được 2 tuần rưỡi rồi. Đó là nó được cỡ 17 ngày rồi các bạn. Bây giờ mình quay lại mình xem cái tổ đó coi nó có con hay chưa nha các bạn nha. Đó, cái tổ nó nằm ngay đây nè. Quay mình với cái thằng em mình đi. Quay ngay. Đó, cái tổ ở đây các bạn. Tổ đây. Ừ, chích quá trời. Chắc có con rồi quá. Trời ơi, chết chết tôi. À, nó thúi. Trời ơi. Có cái gì trong này nó thúi dữ trời. Chắc có con này các bạn ơi. Cái phân hàng nó ỉa giống thối dễ sợ luôn. Cái thúi trời. Cái điện thoại này quay kém thôi. Nè. Trời, nó hồi lắm các bạn ơi. Ây da, có con rồi. Trời ơi, chim nó đẹp dễ sợ không các bạn? Đây. Nó đẹp phê không? Mê chưa? Thích không? Một con này. Để bóc hết ra cho các bạn xem coi nó. Hôm bữa là 4 trứng nha các bạn. Bây giờ mới một con này. Đây, nó đứng đây. Con này nhất đất rồi đây anh em đây các bạn ơi, đẹp lung linh luôn. Úi trời, lông nó đẹp đẹp lắm luôn đó các bạn ơi. Đó, hai con. Để coi còn nữa không. Con nó bự nha. Con to thế. Con nó to bự. Con không? Ba con. Ba con hả? À? Này, các bạn nhìn chim coi. Trời ơi. Ba con, quay người quay. Thẳng lên tí thôi. Có. Ba con này các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Cái dòng bói cá, cái mỏm nó to, cái mỏm này. Ý trời này. Này, đấy. Này. 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 Con này hăng lắm này. Này. Đấy. Đẹp không các bạn? Các bạn nhìn cái lông nó này. Lông măng mà lông măng đều hết nha các bạn nha. Nó chưa bung một tí nào luôn, lông măng đều lép hết. Đó, ba con. Trời ơi, nó đẹp. Nhìn đã không? Các bạn nhìn nó mê không?
đó. Chim này đã chết chứ. Này các bạn thấy không? Cái dòng này này. Này, cái mỏm nó cũng to này. Đó. Này nó cũng cạp đất dữ lắm ở trong này nè. Chắc cái con mẹ nó về nó tha mồi ấy các bạn. Nó na, nó không có đút, nó bỏ ngay cửa là bọn này nó tự nó ăn luôn này. Mỏm nó dính đầy đất luôn. Này, cái chân nó này. Chân nó, các bạn nhìn cái chân nó này. Đó, cái dòng nòi nhà nó đào đất này. Cái móng chân nó không có nhọn nha các bạn. Mà nó bẹp. Nó bẹp giống cái móng tay mình vậy này. Đó, nó ra nó bẹp để nó đào đất hay sao này. Đây, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn kỹ. Đó. Lông măng này rất chi là đẹp luôn. Giờ mình thả lại. Ý, giờ cắn. Thả lại cho mẹ luôn. Giờ bọn này nó ăn nhiều lắm. Nó tự đi vô luôn mẹ. Đi vô nè. Ê, tự đi vô luôn này. Đi về nhà. Về nhà đi con, đi. 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 Nó đi đó. Đi vô nè. Hồ á. Nó chui vô hết rồi. Chui vô hết rồi các bạn ơi. Bỏ vô cái là nó tọt nó chui vô hết rồi. Lấy cái điện thoại xem coi đó. Một chút thôi. Cố đi đất cát vải lại để xóa cái dấu vết cái tay mình vô các bạn. Để phòng trừ cái con mẹ nó bỏ nó. Trời, tay nó cà tùm lum hết. Trời ơi, nó hôi, hôi dễ sợ luôn. Rồi, hiện là có 3 con rồi đó các bạn. Ok rồi đó. 3 con này thì cỡ tầm chắc cỡ 1 tuần nữa là nó bay rồi các bạn. Ngày mai mình quay lại mình thử xem coi. Mình mua một ít cá này. Rồi một ít dế này. Rồi một ít sâu này. Để mình thử coi cái dòng này là nó ăn cái gì. Nó ở nó khô vậy thì nó ăn cái gì nha các bạn nha. Mà mình thấy cái phân nó ỉa ra thì không có phải là cá. Nó ăn cái giống gì. Nó ăn châu chấu rồi. Nó ăn châu chấu rồi các kiểu các bạn. Chứ không có phải là nhất thiết là nó ăn cá không à. Chim thì mình gọi cái tên bố mẹ nó là chim bói cá đó. Thì nó vẫn bắt cá nó ăn đó. Nhưng mà cái con này nó nuôi con này chắc bằng châu chấu rồi ve các kiểu. Hồi nãy mình có thấy một con ve đây. Mà giờ mất tiêu rồi ấy. Hay là nó bay mất rồi. Bấm nút này ạ.